Khi tuyên bố sa thải hàng triệu công nhân ngành than và trong các doanh nghiệp quốc doanh hoạt động không hiệu quả, chính phủ Trung Quốc đã hứa hẹn thu xếp việc làm cho các công nhân này. Tuy nhiên thì những việc làm mà họ nhận được lại là những công việc lao động chân tay đòi hỏi ít kỹ năng hơn và do đó mức lương cũng thấp hơn. Năm ngoái, tập đoàn khai thác than lớn nhất của tỉnh Hắc Long Giang là Long Mây đã tuyên bố sẽ cắt giảm 100.000 lao động. Tháng trước, hãng này cho biết đã tái bố trí việc làm cho 22.500 lao động vào các ngành nghề như là nông nghiệp, dịch vụ công hay làm việc trong nhà máy gỗ. Nhưng những người như ông Ren Guizhen không cho rằng đó là một điều mà họ cảm thấy cảm kích. Nằm trong diện bị sa thải, ông Ren Guizhen cho biết những cơ hội việc làm mà ông và các đồng nghiệp có thể chọn là những công việc ít tiền hơn. Thay đổi ngành nghề làm việc không phải là một chuyện dễ dàng, tất cả chúng tôi đều phải làm như thế. Chúng tôi bây giờ phải làm những nghề như là lau dọn hoặc bốc vác. Trước đây, ông Ren kiếm được 3.000 nhân dân tệ một tháng, nhưng hiện mức lương của ông chỉ bằng 1/3 và công việc nặng nhọc hơn nhiều. Nhiều công nhân nếu không làm trong các ngành dịch vụ công, các nhà máy gỗ, dệt may v.v. thì được chuyển về làm nông. Ông Geoffrey Grothall, giám đốc truyền thông của tổ chức phi chính phủ China Labour Bulletin, chuyên hoạt động vì quyền lợi người lao động. Vùng Đông Bắc Trung Quốc đang đối mặt với một vấn đề rất lớn. Đây không phải là vùng tạo ra nhiều việc làm, không có nhiều doanh nghiệp mới được thành lập. Do vậy, họ không thể tạo ra cơ hội việc làm tốt cho những công nhân bị sa thải. Mà khác, những người bị sa thải hầu như đã 40-50 tuổi rồi. Tự thân độ tuổi này cũng rất khó kiếm việc làm. Nhiều chuyên gia cho rằng chính phủ nên hỗ trợ đào tạo nghề cho công nhân bị sa thải để nâng cao tay nghề và có thể hòa nhập vào những ngành nghề mới. Tuy nhiên, thông điệp này có lẽ chưa đến được với chính quyền địa phương.